năm chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em giám mục trung quốc thứ ba được tòa thánh phê chuẩn trong một tuần lễ giám mục người trung quốc thứ ba được tòa thánh phê chuẩn đó là đức cha phê ngô dịch thuận 59 tuổi được đức thánh cha francisco phê chuẩn làm giám mục phủ doãn tông tòa thiệu phủ ở tỉnh phúc kiến sáng ngày 31 tháng giêng vừa qua lễ truyền chức cho đức tân giám mục đã được cử hành tại nhà thờ sinh nhật đức mẹ ở nam bình huyện kiến dương mạng Bắc tỉnh Phúc Kiến. Đây là một trong những tỉnh có đông đảo các tín hữu công giáo tại Trung Quốc. Chủ phong là Đức Trang Du Xe Lý Sơn, Chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, Giám mục Giáo phận Bắc Kinh, hai vị phụ phong là Đức cha Vinh Sơn, Chim Tư Lộc, Giám mục Mân Đông, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Trung Quốc và Đức Trang Du Xe Thái Bỉnh Thụy, Giám mục Hạ Môn. Hiện diện trong thánh lễ có gần 80 linh mục thuộc các giáo phận khác nhau và hơn 360 nữ tu và giáo nhân. Hội đồng giám mục Trung Quốc là tổ chức không được tòa thánh công nhận vì không bao gồm tất cả các giám mục tại nước này. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Cha làm giám mục phủ doãn tông tòa Thiệu Vũ là nơi không có giám mục coi sóc từ thập niên năm 1950. Khi bị giám mục thời đó, buộc phải rời khỏi Trung Quốc, Đức Tân giám mục nguyên quán tại Hạ Môn và năm 1999, các cơ quan giáo hội do đảng kiểm soát đã ủy thác cho Ngài trách nhiệm coi sóc giáo phận Mân Bắc. Theo trên mạng công giáo Trung Quốc, Ngài được bầu làm giám mục ngày 18 tháng Giêng năm 2022. Tuy nhiên, tòa thánh ghi ngày phê chuẩn việc bổ nhiệm do Đức Giáo Hoàng Francisco là 16 tháng 12 năm ngoái 2023. Trước Đức Cha Ngô Dịch Thuận đã có hai giám mục Trung Quốc được thụ phong là đức cha Tadeo Vương Dược Thắng, chịu chức ngày 25 tháng Giêng và được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Tiếp đến là đức cha Anton Tô Văn Quân, giám mục giáo phận Duy Phường, thuộc tỉnh Sơn Đông, thủ phong ngày 29 tháng Giêng vừa qua. Một diễn biến khác, theo trang fanxico.vn, 4 ngày sau lễ phong tên giám mục ở Trịnh Châu, một lễ phong giám mục khác ngày 29 tháng 1 năm 2024 đã được văn phòng báo chí tòa thánh thông báo cùng ngày. Giám mục An Tôn Tô Văn Quân sinh năm 1970, được đào tạo đặc biệt ở Ireland là giám mục đầu tiên của giáo phận Duy Phường, miền Đông Bắc Trung Quốc. Việc bổ nhiệm lần thứ 8 này liên quan đến thỏa thuận năm 2018, đánh dấu một dấu hiệu cải thiện trong mối quan hệ giữa Roma và Bắc Kinh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2023, nhưng mãi đến ngày 29 tháng 1, hơn 9 tháng sau mới được công bố. Đức Francisco quyết định bãi bỏ phủ doãn tông tòa Tích Đô Huyện do Đức Bio 11 thành lập năm 1931 và thành lập một giáo phận mới ở Duy Phường, Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Lãnh thổ của giáo phận mới này bao gồm toàn bộ thành phố Duy Phường, có diện tích hơn 16.000 km vuông với dân số 9,3 triệu người. Nhóm thiểu số công giáo nhỏ bé có khoảng 6.000 giáo dân, có 10 linh mục và 6 nửa tu phục vụ. Giám mục Anton Tô Quân là giám mục đầu tiên của giáo phận Huy Phường, được phong ngày 29 tháng 1 trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Giám mục sinh tháng 11 năm 1970, được đào tạo tại chủ viện Xà Sơn, Thượng Hải từ năm 1989 đến năm 1994. Ngài chịu chức ở Bắc Kinh năm 1995 và phục vụ ở Sơn Đông từ năm 2005 đến năm 2007. Từ năm 2007 đến năm 2008, Ngài đi Ireland để học và từ năm 2008, Ngài làm mục vụ ở Duy Phường, quyết định thành lập một giáo phận theo đúng nghĩa của nó, ngay cả đối với một cộng đồng rất nhỏ, để có thể hiểu tòa thánh mong muốn bám vào thực tế công giáo nhỏ bé này trong một phạm vi ổn định và trong tình trạng đặc biệt của trung quốc đã không còn liên kết với các hội dòng truyền giáo bị chính phủ cho là có nguy cơ bị bên ngoài can thiệp nhưng cương vị một doãn phận tông tòa một giáo khu có thể giao cho một linh mục điều hành bị cho là tạm thời vì thế phải chờ một giáo sĩ bản địa được đào tạo để có thể lãnh đạo giáo hội địa phương phần lớn các doãn hạt tông tòa trên thế giới đều nằm ở trung quốc đại lục trong số 39 doãn hạt liệt kê trong liên giám giáo hoàng năm 2023, có 29 doãn hạt ở Trung Quốc, tất cả đều chính thức bị bỏ trống. Các vị có trách nhiệm vào giữa thế kỷ 20 chưa được thay thế sau các vụ đàn áp thời Mao Trạch Đông và khi các nhà truyền giáo bị trục xuất. Nhưng giáo hội công giáo vẫn có thể tiếp tục một số hoạt động với việc tương đối nới lỏng các điều kiện sinh hoạt tôn giáo từ những năm 1970 dưới thời chủ tịch đảng Tiểu Bình với mức độ tự do hoặc bí mật khác nhau tùy theo khu vực. Sự tồn tại giữa một giáo hội chống lại chế độ và giáo hội công giáo yêu nước đặt dưới sự giám sát của đảng Cộng sản từ lâu vẫn là một nhầm lẫn vì các cộng đồng khác nhau xen kẽ giữa thù địch và mềm dẻo tùy theo nơi, tùy theo giai đoạn. Vì thế, thỏa thuận mục vụ năm 2018 giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục nhằm mục đích thiết lập một hệ thống phân cấp duy nhất được cả hai bên công nhận